Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Thế Hoàng. Và trong video ngày hôm nay thì em Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người. Bây giờ là có rất là nhiều anh chị hỏi em Hoàng là mình chơi gỗ một thời gian rồi sau này nó có bị nứt hay không? Và nhiều người hỏi là cái loại gỗ cao cấp và các loại gỗ cứng thật là cứng ấy, mình chơi ấy, sau này nó có bị nứt hay không? Và ngay bây giờ đây thì em Hoàng sẽ cho mọi người xem một cái ví dụ minh họa thực tế luôn nha. Rồi, trước mắt của anh chị đây là một cặp lục bình. Quý khách hàng đã chơi rất là lâu rồi, cặp này chắc cũng gần 10 năm rồi mọi người nha. Gần 10 năm. Và đố mọi người có biết đây là loại gỗ gì không ạ? Và đây là một cái loại gỗ có tên tuổi và có thương hiệu tại Việt Nam. Cái đôi lục bình này là gỗ Việt Nam luôn mọi người nha. Và cái tên gỗ thì chắc chắn rằng trong video này cũng sẽ rất là nhiều anh chị biết và cũng sẽ có những anh chị chưa biết đúng không ạ? Thì ngay bây giờ đây thì em Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Đây là một loại gỗ phải nói là cực kỳ cứng mọi người nha. Cực kỳ cứng luôn tại Việt Nam. Cái loại gỗ này rất là ít bác thợ dám nhận làm mọi người nha. Kể cả em Hoàng, thật sự luôn. Nếu mà quý anh chị mà muốn đưa em Hoàng cái gỗ này làm á, thực sự thứ nhất là em Hoàng sẽ không dám nhận nhiều. Thứ hai, nếu mà có làm thì cái tiền gia công của cái gỗ này nó rất phải cao. Nó phải cao gấp đôi các loại gỗ khác. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi khi mà thợ làm mọi người, cái mũi để mà làm cái đồ, cái dụng cụ để mà làm nó rất là nhanh mòn đi. Đó. Đấy, gỗ này rất là cứng. Và đây là một loại gỗ ké mọi người nha. Đấy, ở Việt Nam chúng ta thì hay gọi là gỗ ké. Cái lõi của nó cực kỳ cứng và nặng, kể cả phần giác này luôn mọi người này, kể cả phần giác luôn. Đó. Cả giác và lõi đều cứng anh chị nha. Kể cả giác và lõi đều cứng. Đó, chứ không riêng về phần lõi không. Đó, nhưng mà sau một thời gian sử dụng, rất là nhiều anh chị em đang lo lắng về phần nứt, vì hầu như tất cả các loại đồ gỗ nó đều có nứt cho sau này. Nhưng mà quan trọng nhất là trong thời gian sử dụng, anh chị phải biết cách bảo quản nó này, biết cách bảo quản và sử dụng cho nó làm sao để cho nó hạn chế được những cái nứt thôi. Đó, mọi người thấy không? Một loại gỗ mà hầu như rất là nhiều bác thợ mộc rất là kén chọn, không muốn làm cái loại gỗ này. Bởi vì là tính chất gỗ rất là cứng mọi người. Mọi người xem này, rất là cứng luôn. Nhưng mà đó, nó vẫn nứt mọi người nha. Những cái gỗ mà càng cứng ấy, thì sau này nó nứt nhẹ thôi. Còn những cái gỗ mà xốp mềm thì nó sẽ xé to hơn. Đấy, tuy nhiên thì cái loại gỗ cứng nhưng mà mình chơi thời gian sau này nó sẽ hạn chế nứt so với những loại gỗ mềm, loại gỗ xốp hơn. Gỗ mềm, gỗ xốp thì nó sẽ có thể là nó bị bóp lại, nó co ngót, nó bóp lại, nó rút đường sống và nó nứt tét rất là to. Đó, còn cái gỗ mà nó cứng ấy thì sau này nó sẽ có nứt, nhưng mà nứt râm, cái này gọi là nứt râm, nứt gió mọi người nha. Còn được gọi là nứt chân chim. Đó, nứt chân chim anh chị nha. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ cho thợ xử lý lại thôi. Đó, bây giờ mình chơi dán đi. Nếu, bởi vì cặp đôi này mọi người, bởi vì là đôi này là khách để chơi quá lâu và không chịu đi bảo quản xử lý, cho nên là nó xảy ra tình trạng là nó nứt nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ như anh chị mà muốn hạn chế được nứt sau này ấy thì mình cứ chơi, đúng không ạ? Sản phẩm gỗ mà, gỗ tự nhiên mà, mình cứ chơi một thời gian, sau này tầm 1 năm 2 năm thôi, mình xem nó nứt chỗ nào mình xử lý ngay chỗ đó thì nó sẽ hạn chế được, là nó sẽ giữ được cái vết nứt đó, nó không có bị xé to ra. Bây giờ để lâu quá cho nên là bây giờ là bắt đầu nứt rất là nhiều chỗ xung quanh các thứ, thì giờ bắt đầu thợ bên em bắt đầu là trích keo vào. Đây là một loại keo, loại keo là keo AB mọi người nhá. Nếu mà nứt nhỏ thì như này ấy, thì mọi người chỉ cần nhỏ keo 502 vào thôi. Cái chai keo đó là chai keo 502 nhỏ vào thôi là được rồi. Và mọi người chỉ cần cứ lấy nhám như thế này mọi người này. Đây, mọi người lấy nhám đúng không ạ? Mọi người trà qua trà lại. Đây, mọi người cứ trà qua trà lại như thế này. Nó sẽ trích bột vào trong đây và mọi người cứ nhỏ keo vào là xong, ok. Rồi lấy một cái bio mình quét qua sơ là được. Đó, chứ mình đừng có nên để lâu mọi người nha. Nếu mà như mà anh chị mà đang có những sản phẩm đồ gỗ trong nhà mà nó đang nứt chân chim, nứt gió như thế này thì mọi người hãy nhanh tay và xử lý liền, chứ không là để lâu nó sẽ bị nứt xé to hơn mọi người nha. Đây, mọi người thấy không, để lâu này nó xé to ra. Cái này lúc mới đầu thì nó nứt chỉ rất là nhỏ tí thôi. Rồi thì em Hoàng vừa chia sẻ cho toàn thể mọi người cái cách để mà xử lý những cái vết nứt và cái cách sử dụng cho sau này. Khi mà anh chị muốn chơi gỗ tự nhiên thì mình nên nắm rõ những cái ưu điểm của loại gỗ tự nhiên như thế. Đó,
Tuy nhiên thì gỗ tự nhiên thì nó vẫn có độ bền rất là cao, tuy là có những cái vết nứt nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều đến sản phẩm mọi người nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video này và xin chúc mọi người luôn luôn vạn sự như ý nha, thành công trong công việc. Xin chào và hẹn mọi người vào những cái video tiếp theo. Xin chào.